Các bạn ơi, đây là Đúc đây. Đúc bị ung thư sình bụng. Rồi con tôi là Tommy muốn cho đi thứ sáu này đi tới bác sĩ thú y để chích rồi cho đi chết. Bây giờ tôi trả lại và ngày hôm qua tôi như các bạn đã thấy tôi cho Đúc uống ăn ăn lần 20 viên của Kunakinex và ngày hôm nay tôi cũng sẽ trở lại và để tôi lo cho Đúc. Cái bụng bây giờ bớt xẹp rồi, nước bớt rồi và bây giờ đây các bạn thấy không, tôi sửa soạn đồ ăn cho Đúc đây, bỏ vào những chi này rồi mỗi miếng chi là có được 5 viên Kunakinex, các bạn thấy chưa? Rồi.